Năm 1993 tại Pháp, một người đàn ông tên Carol nán lại bên ngoài tòa án. Đây có thể là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ấy. Người vợ ra tòa muốn ly hôn với anh, nhưng anh vẫn luôn yêu cô sâu đậm và mất cô đồng nghĩa với việc mất tất cả. Anh ấy và vợ đều là người Ba Lan sống ở Pháp và họ phải tìm thông dịch viên để nộp đơn kiện. Thẩm phán hỏi Domini lý do cụ thể khiến cô ly hôn với chồng là gì. Sau khi suy nghĩ về nó, cô ấy trả lời, bởi vì cuộc hôn nhân của chúng tôi là trên danh nghĩa. Thẩm phán hỏi Carol rằng lời tuyên bố của vợ anh có đúng không. Anh ta nhìn vợ và trả lời, theo một cách nào đó, đúng vậy. Sau đó, anh ấy ngập ngừng giải thích điều khi chúng tôi gặp nhau ở Ba Lan. Tôi vẫn có thể thỏa mãn cô ấy, nhưng chúng tôi đã không quan hệ tình dục kể từ khi kết hôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bất lực và tôi vừa nói xong. Một người phụ nữ tóc ngắn, Julie trong tập cuối, bước vào phòng xử án và người bảo vệ yêu cầu cô ấy rời đi. Lúc này, Carol cũng trở nên kích động. Anh ấy yêu cầu thẩm phán cho anh ấy một thời gian để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Anh ấy không tin rằng mình và vợ không còn tình cảm. Trong ngày cưới, Domini mặc váy cưới trắng và nở nụ cười rất ngọt ngào. Ban đầu anh ấy đã sẵn sàng vào đêm đó, nhưng cuối cùng anh ấy đã để vợ mình thất vọng. Thẩm phán hỏi Domini một lần nữa, cô có yêu chồng mình không? Cô ấy nói rằng cô ấy đã từng yêu, nhưng bây giờ không còn nữa. Cuối cùng, tòa án tuyên bố ly hôn và Domini trở thành vợ cũ của Carol. Cảm thấy chóng mặt, Carol chạy vào nhà vệ sinh và nôn mửa. Anh muốn cô ở lại nhưng cô lại kiên quyết bỏ đi. Carol xách vali chạy theo cô cho đến khi cô biến mất. Anh ấy biết mình không có nhà, muốn kiếm một ít tiền và tìm một nơi ở. Nhưng tài khoản ngân hàng cũng đã bị đóng băng và giờ anh ấy thực sự không còn gì cả. Đêm khuya ít người qua lại và Carol dùng mình vì lạnh. Lúc này, một cụ già run rẩy bên cạnh đang vứt rác một cách khó khăn. Carol nhìn cụ già và không tiến lên giúp đỡ, chỉ nở một nụ cười phức tạp. Anh ta muốn tìm một số tiền lẻ trong túi của mình nhưng vô tình tìm thấy chìa khóa nhà. Ngày hôm sau, Domini về nhà và thấy Carol đang ngủ trên ghế. Cô tức giận đánh thức anh, sau đó gọi cảnh sát. Carol cầu xin cô ấy đừng làm vậy, nói sẽ trả lại chìa khóa cho cô. Sau đó, Carol đã ngẫu hứng thực hiện một trò ảo thuật nhỏ để làm cô thích thú. Trong tích tắc, tình cảm của họ ấm lên và sau đó họ cố gắng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, Carol đã không thể làm điều đó, chỉ biết nói xin lỗi trong bất lực. Cô hoàn toàn thất vọng, cô ấy nói với Carol, anh cái gì cũng không hiểu. Nếu em nói em yêu anh không hiểu, nếu em nói em hận anh vẫn không hiểu. Anh không hiểu cảm giác của em lúc này. Sau đó, cô ấy lấy ra một chiếc bật lửa và thắp sáng rèm cửa, đe dọa Carol sẽ gọi cảnh sát. Khi đó, cảnh sát chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta phóng hỏa để trả thù và sẽ bắt anh. Anh sợ hãi và bỏ chạy với tất cả đồ đạc của mình. Đi ngang qua một cửa hàng thủ công, anh ta nhìn chằm chằm vào một bức tượng và trầm ngâm. Anh ấy cảm thấy cô ấy trông giống Domini và đã mua cô ấy vì tiền. Anilis Carol đến ga xe lửa để xin. Một người đàn ông tên là Nicola đã nghe anh ta chơi những bản ballad của Ba Lan. Vì vậy, đã đưa cho Carol một số tiền và cả hai bắt đầu nói chuyện. Nicola nói rằng anh ấy sẽ trở lại Ba Lan và có thể đưa Carol đi cùng. Carol cũng muốn quay lại nhưng không có tiền, không có hộ chiếu và đang bị cảnh sát truy đuổi. Sau đó, Nicola nói rằng anh ấy sẽ giới thiệu cho anh một công việc tốt có thể kiếm tiền. Có một người đàn ông Ba Lan không muốn sống cuộc đời của mình, ông ta muốn ai đó giết mình với giá rất cao. Anh nghe xong liền nói không được, muốn chết như vậy sao không tự sát. Ông ta nói rằng mình đã có vợ và con nên không đủ can đảm để tự tử. Carol nói rằng có vợ con và tiền bạc anh ta vẫn muốn chết. Tôi đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà nhưng tôi vẫn yêu cô ấy hơn bao giờ hết. Sau đó anh đưa Nicola xuống tầng dưới của một tòa nhà, chỉ vào cửa sổ và nói, nhìn thấy không, vợ tôi chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, hình ảnh thân mật của hai người lại được phản chiếu qua cửa sổ. Carol choáng váng và vội vàng gọi cho Domini, nhưng cô nói anh gọi thật đúng lúc, anh có thể nghe. Sau đó là tiếng kêu cót két của chiếc giường đôi và tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác. Anh như sét đánh ngang tai, gần như ngất xỉu. Anh ta giống to để tìm nhân viên thu phí và lấy lại 2 đồng franc. Carol thất vọng sau đó yêu cầu Nicola đưa anh ta về nhà. Ngày hôm sau, họ đến sân bay để thực hiện kế hoạch buôn lậu. Carol được đưa vào khoang chứa hàng và giấu trong một chiếc vali. Tuy nhiên, khi đến Ba Lan, Nicola phát hiện chiếc vali bị mất tích còn Carol thì không thấy đâu. Lúc này, một vài tên trộm đã lái chiếc xe ô tô bị hỏng và kéo vali của họ vào đồng vắng. Cần chiếc hộp chết chóc, họ nghĩ rằng mình đã giàu. Thật bất ngờ, một người đàn ông to lớn đã xuất hiện từ nó và anh ta vẫn là một kẻ khốn nạn. Một số tên trộm đã tìm kiếm khắp cơ thể và chỉ tìm thấy một đồng xu. Anh cố gắng chống cự sau khi lấy lại đồng xu nhưng bị đánh và bị đẩy xuống dốc. Sau khi tỉnh dậy trong tuyết với bức tượng vỡ vụn, đi khập khiễng trở về nhà ở Ba Lan. Khi nhìn thấy anh trai mình, Carol gục vào vòng tay anh. Vài ngày sau, Carol gắn lại bức tượng bị hỏng. Anh ta muốn vứt bỏ đồng xu đáng xấu hổ nhưng sau khi do dự, anh ta đã để nó lại. Sau đó, anh ấy bắt đầu vui vẻ dần lên và giúp đỡ anh trai mình trong tiệm làm tóc. Và dưới sự giới thiệu của một người bạn, anh đã vào làm bảo vệ riêng cho một ông chủ giàu có. Sếp đưa cho anh ta một khẩu súng lục để đi tuần quanh văn phòng. Vào ngày này, ông chủ đưa các đối tác làm ăn để bàn bạc về các dự án đầu tư.
có một mảnh đất ở ngoại ô thành phố sẽ được một công ty lớn mua lại rồi xây nhà kho. Nếu mua mảnh đất này trước, sau đó bán lại với giá cao, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này, Carol đang giả vờ ngủ ở băng ghế sau xe, vểnh tai lên nghe rất rõ. Sau đó, anh ta đi xung quanh để quyên góp tiền và sau đó lao về không ngừng nghỉ. Sau vài ly rượu, anh ta ký hợp đồng mua nhà với người nông dân và thương lượng thương vụ đầu tiên. Nhưng công việc kinh doanh này cần một số vốn đầu tư nhất định và Carol, người đang thiếu tiền, đã nghĩ đến Nicola. Bởi vì lần trước hắn có nhắc tới tên muốn tự sát, hắn sẽ phải trả giá rất cao. Nicola hứa sẽ giúp anh liên lạc với người đàn ông và hẹn gặp nhau trong tàu điện ngầm vào buổi tối. Nhưng vào buổi tối khi Carol đến, chỉ nhìn thấy một mình Nicola. Anh ấy nói rằng người đàn ông đó là mình, tiền đang ở trong túi của tôi và anh lấy nó sau khi hoàn thành. Sau đó anh ta nắm lấy tay Carol và dí súng vào ngực mình. Carol hỏi anh ta, anh có chắc không? Anh ta gật đầu và nhắm mắt lại. Sau đó có một tiếng súng chói tai và anh ta ngã vào vòng tay của Carol. Khi bình tĩnh lại, anh ấy nhận ra mình vẫn ổn. Hóa ra là Carol đã sử dụng một viên đạn giả và phát tiếp theo là đạn thật. Carol run giọng hỏi anh ta, anh có chắc không? Có lẽ đã chết một lần rồi, anh ấy lắc đầu và nói, không phải bây giờ. Họ đã uống rượu vào ngày hôm đó và đi trượt băng trên sông. Giống như những đứa trẻ ngây thơ, lăn lộn trong tuyết và vui đùa. Sau khi về nước, anh bận thực hiện kế hoạch mua đất của riêng mình. Sáng sớm hôm sau, ông chủ nhận được tin tức đã giết anh một cách hung hãn. Vừa vào cửa, anh ta sẽ bị bóp cổ đến chết. Anh cho biết anh đã lập di chúc và tất cả tài sản của anh sẽ được chuyển đến nhà thờ khi anh qua đời. Ông chủ biết rằng ngay cả giết anh ta bây giờ cũng vô ích. Cuối cùng họ phải thỏa hiệp và mua mảnh đất với giá cao. Mặc dù số tiền này bị mất nhưng anh vẫn kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời. Vào ngày lễ Giáng sinh, anh ấy đã đến nhà Nicola. Lúc này, anh ta đã thay đổi sắc mặt và trở thành một ông chủ mặt đỏ. Anh ấy thành lập một công ty và 30% số tiền đến từ khoản thanh toán từ Nicola. Dù anh ta có muốn hay không thì giờ đây họ đã là đối tác của nhau. Hai người mua một chiếc xe hơi mới, thuê một văn phòng và làm việc kinh doanh không mệt mỏi. Không mất nhiều thời gian để Carol trở thành triệu phú. Nhưng hàng đêm anh vẫn cô đơn và cố chấp, ngay cả trong giấc mơ anh vẫn gọi là Domini. Sau khi tỉnh dậy, anh không kìm được suy nghĩ và gọi điện cho vợ cũ. Anh nghĩ rằng anh đã có đủ vốn để khiến Domini thay đổi ý định. Nhưng khi người vợ cũ nghe thấy đó là anh, cô ấy đã dập máy ngay lập tức. Carol nhất thời cảm thấy mất hứng, nhìn bức tượng, trong lòng nảy sinh ý nghĩ điên cuồng. Ngày hôm sau, anh ta tìm thấy một luật sư và thay đổi ý muốn của mình. Tất cả tài sản của anh ấy được để lại cho Domini sau khi anh ấy qua đời. Ý chí của anh ta cũng khiến các luật sư ngạc nhiên và không thể hiểu nổi. Sau đó anh ấy và Nicola gặp nhau ở quảng trường và anh có điều gì đó muốn hỏi anh ấy. Carol muốn Nicola giúp anh ta đưa tin tức về cái chết của anh trên báo. Nicola biết anh đang cố lừa vợ cũ đến Ba Lan. Carol nói rằng cô ấy sẽ trở lại và đó là rất nhiều tiền. Theo, họ cấp giấy chứng tử bằng giấy tờ giả. Để hoàn thành vở kịch đầy đủ, anh ta còn bỏ tiền ra mua một xác chết không thể nhận dạng và không rõ tên. Carol ném đồng xu vào quan tài như thể anh ta thực sự đã chết. Tang lễ được tổ chức đúng như dự kiến, rừng cây âm u và gió lạnh, những biểu hiện của người thân và bạn bè đều trang nghiêm. Domini cũng quay lại, Carol núp sau một cái cây và quan sát cô ấy từ xa. Sau khi đám đông tan đi, cô ấy vẫn ở lại nơi cô ấy đang khóc một cách buồn bã. Nhìn thấy cảnh này, Carol thở dài một hơi. Vào ban đêm, khi Domini trở về nhà trong cơn mê, cô giật mình vì ngọn đèn đột ngột bật sáng. Cô không thể tin được Carol đang ngồi ngực trần trên giường. Anh hỏi cô, anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đã khóc trong đám tang, tại sao? Domini nói, vì anh đã chết tôi rất buồn. Carol đưa tay ra và nói, anh có thể chạm vào tay em không? Có lẽ cảm giác lạc lõng và được tìm thấy luôn say xưa, họ hôn nhau say đắm. Đêm đó, Carol đã hồi sinh và tràn đầy năng lượng. Ngày hôm sau, anh dậy sớm và lặng lẽ ngắm cô ngủ. Mái tóc vàng đó là mối quan tâm của anh ấy sắp thực hiện kế hoạch còn dang dở của mình. Khi Domini tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào với nụ cười trên môi, cô thấy người bên cạnh mình đã ra đi. Cô ấy gọi cho Nicola ngay lập tức, hy vọng anh ấy có thể giúp tìm Carol. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh ấy, nhưng Nicola nói rằng cô có thể tìm thấy anh ấy ở nghĩa trang. Có một tiếng gõ cửa đột ngột và Domini hét lên đầy phấn khích, anh ấy đã trở lại. Không ngờ khi vừa mở cửa ra thì thấy một tốp cảnh sát tới. Viên cảnh sát nói với cô ấy rằng cô ấy hiện là người thừa kế tài sản của chồng cũ. Nhưng theo điều tra của họ, anh có sức khỏe rất tốt. Họ nghi ngờ Carol chết oan, có thể là bị sát hại. Bằng chứng cho thấy vào ngày mất, Domini đã trở về Ba Lan. Domini cười và nói, chồng tôi chưa chết, anh ấy vẫn còn sống. Nhưng cảnh sát hoàn toàn không tin cô, nghi ngờ cô giết chồng cũ để lấy tài sản thừa kế. Vài tháng sau, Carol nhờ anh trai làm bánh mì và mứt cho anh ta. Anh trai của anh ấy nói với anh ấy rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Sau đó, anh ta mang theo một thứ gì đó và lặng lẽ đến nhà tù với một thân phận mới. Cũng giống như lần trước, đứng dưới nhà nhìn vợ qua cửa sổ. Domini cũng nhìn thấy anh ta và cô ấy cau mày và nhếch khóe miệng. Cô ấy ra hiệu cho Carol đợi cho đến khi tôi ra ngoài và chúng ta sẽ bắt đầu lại. Nhìn thấy điều này, Carol đã rơi nước mắt. Quá khứ thật sống động và thật khó để nhìn lại thời điểm này. Cuối cùng thì anh cũng trả thù được người anh yêu nhất, nhưng sau đó thì sao?
Three Color Trilogy là một tác phẩm của Krzysztof Kieślowski được phát hành vào năm 1994. Đây là tác phẩm thứ hai trong bộ ba phim và tượng trưng cho sự bình đẳng. Bình đẳng ở đây đề cập đến sự bình đẳng trong thế giới tình cảm, có thể với một ẩn dụ chính trị nào đó. Bộ phim sử dụng sự chuyển đổi của tình trạng bất bình đẳng trong tình yêu để giải thích ý nghĩa của sự bình đẳng. Nhưng bình đẳng là gì? Giải thích của Wikipedia là không phân biệt đối xử. Nhưng điều thú vị là bản thân thế hệ yêu đương đã là một kiểu bất bình đẳng. Carol ở đầu phim nghèo, bất lực và thiệt thòi. Ngược lại, Domini vào thời điểm này là bên mạnh hơn. Sự bất bình đẳng này chủ yếu đến từ sự bất bình đẳng về sức hấp dẫn sinh lý. Và lý do sâu xa là anh không có đòn bẩy để cân bằng mối quan hệ này. Cuộc nổi dậy của cô chống lại sự bất bình đẳng này là sự trả thù nhục nhã. Sau đó, khi Carol trở nên giàu có, thái độ của Domini không được cải thiện ngay lập tức. Bởi vì Domini vẫn là đảng mạnh vào thời điểm này, sự bất bình đẳng về nhu cầu sinh lý vẫn tồn tại. Nhưng khi Carol nói về chết của mình, tài sản được trao cho Domini và điều ngược lại bắt đầu vào lúc này. Bởi vì địa vị của người cho sẽ được nâng lên và địa vị của người nhận sẽ bị hạ xuống. Ngay sau cuộc hội ngộ của họ, Carol đã lấy lại được sức mạnh của mình một cách thần kỳ. Mối quan hệ bất bình đẳng ban đầu đã được đảo ngược ngay lập tức và Carol trở thành bên mạnh hơn. Tại thời điểm này, anh ấy mất cân bằng vì anh ấy cảm thấy mình yêu Domini nhiều hơn. Lúc này, sự bất bình đẳng về lương bổng theo cảm xúc trở thành mâu thuẫn chính. Cách tiếp cận của anh đối với mối quan hệ bất bình đẳng mới này cũng là để trả thù. Điều này rất thú vị ở đây, giả sử rằng sự bất lực của Carol vẫn còn ở thời điểm này. Cả hai có thể đạt đến sự cân bằng không đồng đều. Các cặp vợ chồng hoặc người yêu giống như những người chơi game ở hai đầu đối diện. Tiếp tục thêm chip vào mỗi đầu để giữ số dư cân bằng. Khi cán cân mất cân bằng, bên mạnh hơn sẽ trả đũa hoặc đá bên kia. Đạo diễn rất bình tĩnh mổ xẻ bản chất của mối quan hệ. Bởi vì việc duy trì một mối quan hệ lâu dài là một sự cân bằng không cân sức. Tại thời điểm này, nhiều người xem có thể cảm thấy phân tích như vậy là quá phiến diện. Có lẽ sự thật của thế giới là như thế này. Nói quá rõ ràng sẽ khiến nó trở nên nhàm chán hoặc thậm chí là đáng ghét. Vì vậy, đôi khi cần phải tách sự thật ra khỏi thực tế. Được rồi, hôm nay giải thích đến đây thôi. Nếu thấy thích đừng quên theo dõi và ấn nút like. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.